chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đào Cường. Vậy là show diễn ngày 25 tháng 3 tại Đà Nẵng của Hồ Văn Cường rất là thành công. Hôm nay Đào Cường đi công việc tới Đà Lạt và Đào Cường tới Amazing Show, nơi mà ca sĩ Hồ Văn Cường cũng như là ca sĩ Ngọc Sơn sẽ biểu diễn vào ngày 30 tháng 4 sắp tới. Đào Cường xin quay lại những cảnh đẹp tại Amazing Show để gửi đến cô chú, anh chị và các bạn. Xin mời cô chú, anh chị và các bạn cùng với Đào Cường đi vào trong để xem cảnh đẹp ở Amazing Show mà chúng ta sẽ đến dự xem ca nhạc của ca sĩ Hồ Văn Cường cũng như là ca sĩ Ngọc Sơn sắp tới. Xin mời mọi người. Thưa các bạn, ngoài tên gọi là Amazing Show thì đây còn có một tên gọi khác, đó là Đà Lạt Gold Cafe, thưa các bạn. Rồi, chúng ta cùng vào trong để xem cảnh đẹp ở nơi mà chúng ta đang mong mỏi tới nha các bạn. Thưa cô chú, anh chị và các bạn, đầu tiên đó là khu vực tầng trệt. Ở đây người ta bán đồ ăn và cà phê và là nơi để chúng ta ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện giao lưu với nhau. Ở đây cũng là một không gian mở được ngăn cách với không khí bên ngoài bằng những tấm kính. Và bây giờ Đào Cường đưa mọi người cùng lên tầng 1 để chúng ta tham quan coi như thế nào, thưa mọi người. Và thưa mọi người, sân khấu của Amazing được nằm ở trên tầng 1, thưa mọi người. Đây, nằm ở phía bên ngoài của tầng 1.
thưa cô chú anh chị và các bạn. Và đây là sân khấu Amazing Show mà ca sĩ Hồ Văn Cường sẽ biểu diễn trong ngày 30 tháng 4 sắp tới. Đấy. Các bạn tới đây thì hãy đi thật sớm vì ở đây có rất nhiều cảnh đẹp để các bạn check in, để có những bức hình và những clip đẹp. Và bây giờ mình xin đưa mọi người lên tầng thượng để xem tầng thượng họ làm như thế nào, nghe mọi người. Và thưa mọi người, ở trên tầng thượng là một cái khán đài rộng lớn hơn và cao hơn, chúng ta nhìn được bao quát và nhiều hơn. Và thưa mọi người, tại tầng thượng này mình thấy có một cái bậc thang nữa, nên mình đưa mọi người lên thử xem là có gì ở trên đây. Thưa mọi người, ở trên đây có một cái chỗ để cho chúng ta chụp hình và quay phim nữa đó thưa các bạn. Thưa tất cả FC và gia đình xanh đột chuối, ở đây là một không gian cực kỳ tuyệt đẹp, nên mọi người hãy đi sớm để chúng ta có thể quay được những clip và những cái hình ảnh, chụp được những tấm hình thật đẹp ở nơi đây. Vì ở nơi đây có một không gian mở thưa mọi người, đó, sân khấu được làm từ trên cao. Thưa mọi người, đây là điểm cao nhất của sân khấu đó. Đó.
có một số người người ta đi chụp hình đó, thưa mọi người. Sân khấu của Amazing Show được bố trí trên hai tầng, tầng 2 và trên sân thượng. Sức chứa của Amazing Show có thể chứa được 600 khán giả. Đặc biệt là ở một không gian mở mà chúng ta hoàn toàn hưởng và cảm nhận không khí tự nhiên của thời tiết Đà Lạt. Và thưa các bạn, khí hậu ở Đà Lạt thì mình thấy khoảng từ 18 đến 25 độ trong những ngày qua. Không biết từ nay đến 30 tháng 4 thì khí hậu ở Đà Lạt có thay đổi hay không. Nhưng hiện tại là khí hậu mát mẻ chứ không có lạnh và cũng không có nóng. Đào Cường thấy ở dưới có rất nhiều người đến quay phim và chụp hình sáng hôm nay, nên Đào Cường xuống để quay thêm, để chia sẻ đến tất cả mọi người cùng xem họ chơi buổi sáng hôm nay như thế nào. Mình cảm giác như anh không đang ngồi đây anh chụp hình nhá. Các em có thể làm là thay đổi tay này như này này, thay đổi góc nhìn này, nhìn tùm lum. Anh đang chụp rất nhiều nha. Các em cứ làm càng chậm càng tốt để cho nó kịp bắt khoảng khắc. Đổi bên đi, đổi bên. Hai đứa đổi bên. Đổi bên cho nhau đi. Hãy làm bất cứ cái gì. Để anh đổi góc. Ngồi im đó. Làm, hãy làm đi, hãy làm bất cứ cái gì. Anh chụp nhanh lắm. Thay đổi đi, để im vậy hoài vậy. Nữa. Thêm một sọt bên này nữa. Rồi tiếp đi. Hãy làm những cái điều gì kỳ cục. Rồi lại đây anh chỉ cho cách sửa hình này. Đây nha, ví dụ một tấm hình này đúng không? Các em phải vô, các em coi là có đẹp hay không. Không đẹp là xóa. Hiểu không? Xong bắt đầu là mình sửa này. Em thấy sửa không? Thấy cái chữ sửa không? Sửa nè, được chưa? Bây giờ là mình cắt hình 9:16 này, hiểu không? Xem trên phải là 9:16 đẹp nhất, hiểu chưa? Xong mình canh này. Mình lấy tấm nào đẹp mình mới sửa nhá. Không đẹp bỏ đi, không có cần. Vì anh chụp phải mấy chục tấm. Bây giờ anh lưu tấm hình này vô đúng không? Lưu nè. Rồi, bây giờ các em nhìn nó sẽ full màn hình nè. Em thấy nó full màn hình không? Nó không giống cái tấm hình bên này nè. Nè, thấy không? Tấm hình này đâu có full, thấy chưa? Hiểu ý không? Nè. Có cần chỉ lại không? Mấy đứa thông minh. Ở trong đây hắn có khoảng độ 20-30 tấm. Lựa lấy khoảng 5 tấm đẹp thôi. 5 cái tấm mà nó khác nhau nhiều ơi là nhiều á. Vì anh đứng nhiều góc anh chụp cho em mà. Xong cái rồi em ngồi em sửa lại giống như anh sửa nè. Nó sẽ, khi xem trên điện thoại, nó sẽ full cái màn hình lên. Rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì. Hy vọng là có được 2-3 tấm đẹp. Không cần nhiều đâu, chỉ cần vậy thôi là được. Thưa cô chú anh chị, vừa rồi là những hình ảnh mà Đào Cường đã chia sẻ với cô chú anh chị về
Amazing Show tại Đà Lạt. Qua những hình ảnh mà Đào Cường chia sẻ thì chúng ta thấy là ở đây có một cái khung cảnh để chúng ta có những tấm hình, có những phim rất là đẹp. Nên mọi người hãy đi show Hồ Văn Cường, hãy đến đây sớm để tìm cho mình những thước phim cũng như những bức hình đẹp. Đào Cường đã mua vé đi show ngày 8 tháng 4 tại Phòng Trà Mây Đà Lạt. Còn show Amazing Show ngày 30 tháng 4 thì Đào Cường chưa sắp xếp được lịch. Nếu như sắp xếp được lịch và còn vé thì Đào Cường cũng có thể sẽ đi dự show Amazing Show. Xin chào tạm biệt các cô chú anh chị và các bạn. Xem clip thấy hay hãy cho Đào Cường một like và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ Đào Cường. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn lại mọi người trong những clip sau. Xin chào tạm biệt.